thất bại cha vẫn không ngần ngại. Yeah. Mẹ rất là tự tin và mỗi người một tính cách. Dù ngày mai ra sao chúng ta vẫn mãi bên nhau. Bên dù tan lão nhưng gia đình ta vẫn luôn yêu thương hey. Nhau. We can fly, fly to the sky. We can fly so high. Gia đình là số một, gia đình là số một. 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 Anh nghe đây. Anh đang ở đâu vậy? Tại sao không đi sửa laptop cho con đi? Trời đất ơi, quên mất tiêu rồi. Được rồi, đã tranh thủ chạy về sửa liền. Trời đất ơi, máy hư mấy ngày rồi. Em nói anh mà anh không chịu sửa giùm con nữa. Rồi sao có máy nó học đây? Anh nhậu nữa phải không? Giờ đang trên đường chạy về nè. Anh quay lại, quay lại, quay lại. Anh chạy về liền nha. Vậy nha. Trời đất ơi. Đó, mày thấy chưa? Ông dạo này ở đâu mất tích luôn, lâu quá mới gặp gì? Làm giật mình mấy cha nội. Đi đâu vậy? Đi nhậu. Bữa nay con mấy này mới vui lắm. Nhậu hả? Đi. Đi đi, tôi cho chạy về nhà lo công chuyện cho vợ cái. Vậy nha. Đâu có được. Lâu lâu anh em mình mới gặp một bữa. Đi làm già cha chứ. Thì làm thì thôi, mấy ông làm đi, tôi đi, đi về tôi lo công chuyện cho vợ chứ thôi rồi. Bà cằn nhằn mệt lắm. Bao nhiêu năm á, bạn bè mới gặp lại không bằng tiếng nói của vợ ông sao. Cũng lắm, bà nhăn tiếng thôi. Bữa nay ông mà không đi là mất bạn bè luôn đó. Đúng rồi đó. Bữa nay ông mà không đi được tôi á là tôi nghỉ chơi với ông luôn đó. Đi. Đi. Mẹ ơi. Ủa, ba chưa về nữa hả mẹ? À, ba về liền á con. Con gấp hả? Dạ. Thôi xài máy của mẹ đỡ nha. Thì các mẹ. Ừ, xài máy của mẹ dạ. Đỡ đi. Cảm ơn mẹ. Ông thôi bây giờ á, mẹ xuống dưới mẹ phụ bà nội nấu cơm nha. Dạ. Con xài xong rồi để máy lại cho mẹ. Dạ, ok. Dạ. Ôi, con trai cưng của dạ, mẹ. Đừng cái coi. Dạ, đây nè mẹ. Thôi, đi nha. Dạ. Minh. Đi, lẹ, tôi cho ông coi này vui lắm. Lẹ đi, lẹ đi. Cái gì? Ý, cái này vui lắm. Lẹ. Lại xíu. Trời ơi, lẹ đi. Đi. Mẹ ơi, có biến rồi. Ba về rồi mẹ. Oh, hello. Mr. Mammy. Ê, về rồi. Bây giờ đem laptop qua đây, ba sửa cho mình. Ba ơi, cái laptop của con nó ngáp ngáp rồi, ba sửa nó chắc nó đứt luôn hả ba? Nói gì vậy mày? Coi thường tài năng của ba mày hả? Nếu ba nó đứt con chuột luôn chuột luôn ba. Đứt con chuột cái gì? Đứt con chuột thì mua con chuột khác. Bây giờ người ta không có xài cái chuột bình thường, người ta xài con chuột không dây mà lấy gì đâu mà đứt. Đó đi. Tối ngày đang nhậu, về phá làng phá xóm, tao rồi mắng vốn. Thiệt là được. Cái gì ba nói gì kỳ ba? Trời ơi, con không bao giờ mà đi nhậu về phá làng phá xóm. Tự nhiên à, con gặp bạn con uống xong con đi về nhà rồi cái tiếng bà đứng bên ngoài bà hàng xóm thôi mà bà đứng mà chửi âm sùm ở kia con la lối. La là khi nào đứng thẳng qua nhà bà con la âm sùm trời đất lên thì mới gọi là la. Anh đừng coi được không? Cái gì vậy? Im coi. Trời ơi Hoàng Anh, con xui nhẹ nhẹ thôi, dù sao nó cũng là chồng con. Sao mạnh rủ nó gãy tay gãy chân gãy cổ rồi sao? May đó gặp Hoàng Anh á. Tôi gặp tôi là chết với tôi cho ai à. Cái gì vậy? Hôm qua anh mệt quá anh xỉn. Đừng giận anh nha. Máy tính của con thôi đưa anh sửa cho. Cái máy đem ra tiệm sửa rồi. Cảm ơn nhiều. Ủa vậy hả? Thôi đừng giận anh nha. Tôi cũng hơi sức đâu giận mấy người hết. Giận mệt mỏi lắm. Buông ra coi. Xin lỗi mốt anh không có vậy nữa đâu em. Mẹ. Mẹ Ủa có làm gì đâu sao liếc mình dữ vậy?
em đâu biết đâu. Ủa mẹ đi đâu vậy ba? Lớn chuyện rồi. Sao vậy ba? Mẹ giận ba. Tụi con thương ba, nghĩ cách nào giúp ba đi. Sao mà giúp được? Ừ, tụi con lần nào cũng vậy nhưng mà cuối cùng có ly dị đâu mà ba sợ. Cái tàu lao quá, ly dị gì nữa, giận rồi ly dị gì. Thôi có cách nào nghĩ giúp ba coi. Đau quá. Con nghĩ là không giúp được đâu ba ơi. Mẹ giận ba phải tự năn nỉ thôi à. Tàu lao nữa. Giờ có cách nào không? Nghĩ thôi bây giờ con thấy có một cách, con biết một cách này. Cách gì? Bây giờ ba lên Google ba search cách năn nỉ vợ đi. Bình thường đó. Hay lắm á ba. Đúng rồi ba. Hồi bữa có ông chú hàng xóm mình nè lên search năn nỉ xong cuối cùng bây giờ ly dị luôn đó. Tàu lao quá. Đi học đi. Dạ luôn mà anh ba. Ba có tiền cho tụi con đóng tiền quỹ lớp. Tiền gì hết á, đi ra đâu. Từ từ tính. Người ta đang cọc mà mày xin tiền nữa. Mẹ mày đang giận tao, xin tiền xin bạc. Rồi ba ăn đi học. Ai cái thằng âm binh này. Google có dạy cách năn nỉ vợ hết á. Ủa Mẫn, sao bữa nay em đi học sớm vậy? Ủa cô đang nói chuyện với em mà. Mẫn học sinh nghiêm. Các em ngồi xuống. Ủa Minh, Mẫn đâu rồi em? Dạ chắc là nó trốn học rồi đó cô. Không có đâu cô. Bạn thân của em á, em rành lắm. Bạn thân em á là chỉ rủ được người ta thôi, chứ không ai rủ được bạn thân em hết đó. Mà bạn thân em á không có trốn học đâu. Bạn thân em ấy bị bệnh đó cô. Thôi đi ông ơi, hồi nãy tôi thấy Mẫn khỏe như một con bò. Kể từ lúc gặp bạn á không còn sức bò nữa đó. Bạn thân tôi bị bệnh thiệt. Ông đó. Tôi không tin. Ông không biết gì hết. Thôi đi, đừng có cãi nhau nữa. Thôi mà, tụi em chuẩn bị bài vở vào tiết đi. Nếu mà Mẫn bị bệnh như vậy thôi thì để cô xin giấy phép nghỉ cho Mẫn. À, tụi em nhớ qua thăm Mẫn nha. Dạ. Dạ. Minh nữa. Dạ. Nhớ hỏi thăm Mẫn nha. Em ở trong nhà mà cô. Trời ơi, bây giờ mà mở lên một cái nó là đơn ly dị chắc mình chết. Mà không mở thì lại không phải thì sao? Mạnh mẽ lên, Đức Hạnh. Cả cuộc đời của mày chưa có làm một cái gì cho ra hồn hết. Đây là cơ hội thể hiện bản lĩnh của đàn ông. Hãy chấp nhận sự thật. Không biết chín nút hay bù đây. Để lộn, không biết phải đơn xin gì, đơn ly dị hay không đây. Trời. Hết pin luôn rồi. Trời đất ơi, sao hết pin ngay cái lúc này vậy trời? Trời hết pin làm sao mà biết được là đơn ly dị hay là không phải đơn ly dị? Ba mẹ, con cảm ơn ba mẹ. Những năm qua đã luôn yêu thương con và coi con như là con ruột của ba mẹ. Từ bây giờ con không còn là vợ của anh Hạnh nữa. Nhưng mà con vẫn luôn coi ba mẹ là ba mẹ ruột của con. Thưa ba mẹ con đi. Cứu chữa được hả con? Hoàng Anh, tha lỗi cho anh được không Hoàng Anh? Anh xích ra đi, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Cái gì vậy? Hoàng Anh ơi, anh biết lỗi của mình rồi, anh hứa từ nay thì sao anh sẽ không như vậy nữa, em đừng bỏ anh nữa Hoàng Anh. Anh mua tụi ra coi anh làm cái gì vậy? Mẫn, tới giờ rồi đi con. Tại sao lại kêu thằng Mẫn đi vậy? Con chào nội, con chào ba. Tại sao con lại bỏ ba đi nữa hả Mẫn? Giờ không biết sao bây giờ. Con phải theo mẹ, tại mẹ một mình ổn đâu. Bơ ôm con một cái được không? Dạ ba. Con nhớ chăm sóc cho mẹ.
nhưng đừng bao giờ quên ba nha. Dạ con nhớ rồi ba. Ba luôn thương con nhiều lắm. Mình ơi. Cái gì? Tại sao ly dị thì phải một người ở với người này, một đứa ở với người kia chứ? Tại sao vậy Minh? Dạ. Tại sao? Đủ gì ba? Tại sao con lại đi luôn hả? Con đi du lịch với trường mà ba. Đi thì nhớ trở lại, đừng bỏ ba, ba còn có mình con thôi đó nghe Minh. Dạ. Ba ơi, cái bụng ba bự quá, con nằm lên được luôn nè. Đây. Đi. Mẹ không suy nghĩ lại á mẹ. Cái gì hoài vậy? Đi ra coi. Chào ông bà nội con đi. À, bà nội con đi. Con nghĩ là chắc lâu lắm con mới gặp lại ông bà nội. Con buồn vậy ba? Dạ. Đi lẹ mận ơi. Bị thương quá. Hay quá. Sống làm sao đây nè ha? Vợ con không có lo, mà đó là lo ăn lo nhậu, không có lo gì vợ con. Bây giờ ta đem biết đi. Tại sao ba không kẹt vợ con lại? Buông ra. Ta đập cái chết gì. Hay. Đừng ôm mẹ nghe, mẹ nặng lắm. Trời ơi, Hạnh ơi là Hạnh. Đức Hạnh ơi là Đức Hạnh, bây giờ phải làm sao đây hả Đức Hạnh? Học sinh, nghiêm. Các em ngồi xuống. Cô ơi, thầy Quyền kiếm cô ạ. À, cô cảm ơn em. Mẹ ơi, giờ có sao không mẹ? Trời ơi, không có sao đâu. Mẹ nghĩ là nhiều khi cô ăn nhiều quá đó, rồi cái mỡ nó trào lại con mắt con, cho nên con không thấy gì, cho nên con nói bậy bạ vậy thôi. Trời ơi, tao nói mỡ trong máu chứ làm gì mà mỡ tràn lên mắt. Con không biết là trong máu con có mỡ hay không, nhưng mà con bảo đảm với mẹ là mắt con sáng, con thấy chữ đơn ly dị rõ ràng. Nè, nhiều khi nó hết pin rồi, giờ kêu cục sạc cho coi có làm sao. Trời ơi, màn hình tôi không thấy gì hết mà con thấy rõ ràng mẹ ơi. Trời ơi, có khi nào ly dị cũng thiệt không mẹ? Đừng có nói bậy bạ. Hai vợ chồng con ở với nhau có hai mặt con lớn rồi, muốn bỏ là bỏ sao? Ê mà con, như có khi nào ly dị rồi dắt Minh với Mẫn đi luôn mẹ. Bỏ đầu ba, con không bao giờ để chuyện đó xảy ra hết, yên tâm đi. Nhiều khi ba con giận, ba con giết con vì cái tội mà làm mất con dâu như là làm mất cháu nội của ổng nữa. Có nói cho mẹ rối lắm, đừng có nói nữa. Gì vậy? Quỷ. Cái này tôi xử mày được nè. Hả? Nếu mà để ra cái chuyện mà vợ con ly dị con rồi dắt con của con đi là mà ba không có cho con về nhà, ba từ con luôn đó. Chuyện rồi tối xong rồi sáng con mở cái máy là con thấy trong cái máy để chữ đơn ly dị. Hả? Cái gì á? Trời ơi, mày ghê gì đâu, mày biết bao nhiêu chuyện rắc rối không bà? Thôi bây giờ mà ông... Hèn chi, con dâu tôi sáng giờ không chịu ra phòng khám nữa. Thôi bây giờ mà ông la, ông mắng, ông quýnh nó cũng không giải quyết được chuyện gì. Bởi vậy mới sao không giải quyết? Vì xử cái chuyện này xong, tôi lên tôi nói chuyện với con dâu. Đang đứng trước cửa nhà nè, anh tới chưa? Vậy anh đi cẩn thận nha, bye bye anh. Cô. Ủa Mẫn, sao em lại ở đây? Cô đừng nhận lời cầu hôn của chú em. Hả? Cầu hôn gì? Em nói gì cô không hiểu? Em nói là cô đừng có nhận lời cầu hôn của chú em. Em không có đồng ý. Chú em, nhưng mà cô chưa có nghe chú em nói gì mà. Là sao? Em không cần biết. Em không muốn cô nhận lời cầu hôn của chú em. Bởi vì em thích Mẫn.
không bao giờ được có suy nghĩ đó nữa. Em là một học sinh rất là đặc biệt, và cô luôn muốn là cô và em luôn giữ mối quan hệ như từ trước tới giờ. Em hiểu ý của cô không Mẫn? Em không nghĩ là em làm được. Duy Huyết! Ủa? Mẫn! Anh Mẫn! Út. Cô Hiền, cái chuyện mà làm văn nghệ sơ bộ sắp tới đó là tôi giao cho cô với cô Thi là lên kế hoạch sơ bộ nha. Không được. Sao không được? Thầy cô ai cũng tham gia. Hay là cô muốn là đổi cái chuyện khác cho cô làm? Vậy cũng không được. Cô nói gì sao không được? Không lấy giờ cô ở không nha. Được rồi, quyết định vậy đi. Ủa, em chào thầy. Định vậy đi. Thằng sao? Cho cô ở không? Quyết định vậy đi. Ủa, tôi là phó hiệu trưởng hay là bả là hiệu trưởng ta? Dạ, đồ đạc thì con chuẩn bị xong hết rồi. Phòng khám thì có ba chồng con lo. Con chỉ sợ là không ai lo cho hai đứa nhỏ thôi à. Dạ. Ủa ba? Ừ. Vậy vậy thôi nha. Có gì con gọi lại sau. Dạ. Ủa con soạn đồ để đi thiệt đó hả con? Dạ, xong hết rồi. Ba ơi, cái chuyện phòng khám á. Ê, ây da, ba mệt rồi. Học sinh, nghiêm. Ủa, cô Hiền, cô có chuyện muốn nói với lớp hả? Dạ. Cảm ơn cô. Ủa, Quý. Dạ, cô Hiền. Quý nè. Dạ. Sao cô không thấy Mẫn đâu hết vậy em? Hồi nãy bạn thân em á, gần cuối giờ nó bị đau bụng nên xuống phòng y tế rồi cô. Ôi, vậy hả? Dạ. Cảm ơn em. Em đi nha cô. Ông sao vậy? Căng. Gì căng sao? Vợ con ship đồ vô vali rồi còn điện thoại cho má con. À không, má vợ con. Trời ơi, nói nghe này, ông thấy nó vậy ông phải ngăn cản nó chứ. Ngăn cái gì? Trời ơi, chứ hồi nãy đây ông nói ngon lành, ông nói lên nói chuyện, nói vậy lên gì vậy? Nói vậy thôi chứ đúng ra là chỉ lên để thăm dò coi thái độ như thế nào. Đó, giờ biết nó quyết liệt rồi đó. Giờ sao? Mà muốn ngăn cản phải có kế hoạch quy mô, chứ đâu phải là ngăn cản được. Kế hoạch là gì ba? Mẫn à, tại sao em lại tránh mặt cô vậy Mẫn? Em có biết là cô lo cho em lắm không? Em là một học sinh mà cô rất là quý, cho nên là cô luôn mong muốn em phải cố gắng học tập thì là tốt, thi đậu vô đại học là cô sẽ vui lắm. À, mà còn nữa, cô muốn Mẫn của cô á là lúc nào cũng sẽ vui vẻ giống như lúc trước vậy đó. À mà cũng đừng có vui quá rồi lại đi đánh bạn bè nha Mẫn. Bữa nay nó không vui nó cũng đánh em rồi cô. Vũ, sao Mẫn đánh em? Em có làm gì nó đâu, nó nằm đây em vô ghẹ chút xíu rồi vậy mới đánh em vậy rồi cô.
Em ơi, em không muốn nói chuyện với anh nữa. Sao vậy em? Nói chuyện với anh đi em. Anh muốn nói đúng không? Đúng rồi, anh có nhiều chuyện muốn nói với em lắm. Để em nói trước. Em muốn nói. Vì Mận không có tới lớp mà Mận không muốn tránh mặt cô nữa, cho nên cô mới nhờ tụi em tìm Mận giúp cô á. Ủa sao Mến lại tránh mặt cô ạ? Sao vậy cô? Chắc là do Mận không muốn gặp mặt cô. Ủa sao Mến lại không muốn gặp mặt cô vậy? Là tại vì Mận muốn tránh mặt cô á. Sao Mận tránh mặt cô vậy? Mà sao lại lung tung vậy? Cho nên tụi em cố gắng giúp cô nha. Không có được. Gì thì bảo cô biết ha. Không được đâu cô ơi, cô tìm không xong huống chi bọn em làm sao tìm được Mến. Này khó lắm cô ơi. Tụi em cố gắng giúp cô nha. Rồi cuối tuần này cô sẽ dắt tụi em đi ăn pizza với lại gà rán ha. Hay á cô. Này tuyệt vời. Cuối tuần sẽ đi ăn pizza gà rán. Thôi cố gắng hết chứ. Đúng rồi, tụi em sẽ cố gắng tìm Mến. Hả? Cuối tuần này em muốn ở nhà. Thôi mà cuối tuần ông ở nhà cũng được. Còn bây giờ mình cứ đi tìm đâu sao đâu. Ông ở nhà có lý đó. Tại vì sao ông ở nhà, ông có thể gặp được Mẫn. Với lại dù gì ông cũng là anh ruột của Mẫn mà. Mà Mẫn là bạn thân của tôi nữa. Bởi vậy tôi sẽ đi tìm Mẫn. Dạ em đi tìm Mẫn thôi. Dạ. Vậy quyết định là cuối tuần hai em đi ăn với cô. Còn Minh ở nhà nha. À, Hoàng Anh. Chưa sáng không? Thật thèm gì, mẹ làm cho con nghe. Uống gì mẹ làm cho con. Nước ép mẹ, mẹ. Thôi khỏi mẹ, con không có ăn đâu. Con có chuyện con muốn nhờ mẹ. Nhờ mẹ cái gì? Sắp tới á, con không có ở nhà. Hả? Cho nên là con muốn nhờ mẹ. Mẹ mà không biết, không nghe, không nghe. Không nghe, không thấy gì hết, mẹ không biết gì hết. Mẹ. Alo. Alo. Hai cậu gọi cánh cục, hai cậu gọi cánh cục. Thấy cái heo chưa? Chưa thấy ông ơi. Mà nè, tôi nói ông đổi nghĩa danh thằng Mẫn đi. Cá heo vô hại đâu hợp với nó đâu. Đổi tên cá mập đi ông ơi. Sao không được? Ủa? Mà mình có tham gia không? Không có, mình muốn yên tĩnh. Không muốn tham gia. Ê, bây giờ để tôi lên tầng 3 tôi tìm rét sân thượng coi xem có không nha. Chứ ở đây không có rồi đó. Ok. Để tôi tìm từ tầng 2 trở xuống nha. Rồi, thế ha. Để nha. Ok. Sao cái số mình chỉ kỳ vậy ta? Tôi hai thằng con trai. Một thằng ly dị rồi. Một thằng sắp sửa ly dị. Trời ơi, sao số tôi khổ dữ gì nè. Ba đã vô đi. Ba. Ừ, gì con? Ba. Ba có bận gì không? Cái chuyện phòng khám đó, con định nhờ ba quản lý giùm con luôn. Con... Ây da, xin lỗi. Sao vậy ba? Ây da, ba đau bụng quá. Ây da. Ba. Không chịu nổi. Ây da. Alo, hải cẩu nghe cánh cục ơi. Cá mập đâu? Cá mập ngoài biển chứ đâu. Gì? Không, cá mập Đức Mẫn hả? Chưa tìm thấy bạn. Trời ơi, gì kỳ vậy? Ôi. Hả? Ê, tôi có cách này này. Cách gì? Bây giờ tại sao mà mình không gọi điện trực tiếp cho nó ta? Thông minh ta. Sao mình không gọi liền đi? Thôi ơi. Alo, cánh cục ơi. Tôi đang gọi điện cho ông đấy. Tốn tiền lắm ấy. Ông rảnh quá ha. Trời đất ơi. Hả? Tôi có ý kiến. Ý kiến gì? Bây giờ mình gọi điện cho ông Mẫn, mình nói là mình lấy đồ của nó, xong mình làm hư. Mà ông nghĩ đi, với tính thằng Mẫn mà đồ nó mà hư nó sẽ xuất hiện ngay, nó sẽ đánh anh em mình. Trời ơi, bạn thân tôi mà ông hiểu hay quá. Đó. Sáng kiến, thông minh lắm. Đúng. Làm liền đi. Ông gọi đi. Ê. Hồi nào giờ ông chịu đòn giỏi hơn tôi. Gọi đi. Alo bạn thân. Phú Ý nè. Vậy? Cái chuyện mà hôm bữa cái đôi giày bạn khoe với mình á, cái đôi giày mà bạn thích nhất á. Trên mượn hả? Đừng có mơ. Không, hôm bữa mình có qua nhà bạn chơi và mình mượn đôi giày của bạn mà mình quên nói. Mà cái vấn đề quan trọng á là đôi giày á nó bị bung mỏ, nó rách to lắm. Cái thằng này chết hả? Đang ở đâu đó? Đang ở đâu hả? Hành lang 2, khóa 11.
Sao rồi, sao rồi? Không ấy, bạn ở lại, bạn bắt cá mập đi. Mình sợ cá mập cắn lắm. Anh khỏe nha. Ê, khoan đã. Hả? Khủng quá, đi đâu mà đi? Không lẽ ông không muốn cô dẫn đi ăn hay sao? Đồ ăn ngon lắm nha. Đúng rồi, thà mình để cá mập cắn nhưng mà bù lại mình có pizza mình cắn. Thì đó, nếu mà nó quýnh dữ quá mình xin thêm một chầu trà sữa của cô nữa. Chơi luôn, chơi luôn. Gọi đi, gọi đi, gọi cô đi. Bố hả? Con sắp tìm được Mẫn rồi. Gọi bố gì bà? Quên, ra, con xin lỗi bố, chào bố. Ok, quên. Gọi cô Diệu Hiền, gọi cô Diệu Hiền. Cô Diệu Hiền, cô Diệu Hiền, rồi. Cô Hiền hả? Em Long này cô. Tụi em tìm được thằng Mẫn rồi. Bắt được cá mập. Cô lên lại đi cô. Ngon quá ha. Cá mập tới, cá mập tới kìa. Biết mình có tội đứng đây chờ sẵn đúng không? Hai đứa chạy theo bắt bắn lại giùm cô. Nhanh lên. Má. Hai đứa cái mặt đi coi. Em được cái mặt đi coi rồi. Cô, em bắt được cái mặt rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Giữ con lại giùm con, cảm ơn mấy em. À, cô ơi, em được cá mập cắn rồi cô ơi. Cô ơi, em không ăn pizza đâu cô ơi. Thở xem sao rồi. Ai ai, ui ai ai ạ. Nó cho chạy rồi hả cô? Thế là trời. Bỏ ly dị rồi mấy đứa nhỏ làm sao? Trời ơi, rồi ăn nói với cha mẹ tôi làm sao đây trời? Không được rồi. Không thể nào. Không. Sao đang nói chuyện? Không. Không. Anh không đồng ý đâu. Anh làm cái gì vậy? Em đang nói chuyện với anh trên kia, tự nhiên chạy xuống đây và anh làm cái gì vậy? Vợ chồng ở với nhau mười mấy năm rồi mà em thương anh đi mà. Cái câu này anh nói nhiều quá rồi. Bộ anh chưa thuộc nó hả? Mà em ơi, thương anh đi mà em. Anh làm cái gì vậy? Anh buông ra coi. Anh đâu có buông ra. Nè, anh em nói nghe ra. Khi mà em đi rồi anh phải lo cho hai đứa nhỏ học. Không. Tụi nó sắp thi rồi. Không. Anh không lo ai lo, bây giờ em đi rồi. Anh làm cái gì vậy? Anh buông em ra coi. À, đi à. Trời đất ơi. Nè, buông ra coi. Buông cái gì vậy? Anh làm gì vậy? Sao anh chóng mặt quá? Chóng mặt gì? Anh Hạnh. Có sao? Anh Hạnh. Anh Hạnh. Ba mẹ ơi, anh Hạnh bị gì rồi nè ba mẹ ơi? Gì? Kêu xe cấp cứu giùm con cái. Cái gì vậy? Cái anh gì Hạnh? Vậy? Nó sao? Nó sao? Con không biết nữa, con không biết nữa, tự nhiên cái xỉu vậy đó. Hiểu rồi, hiểu rồi. Hiểu không? Nó hiểu. Nó sợ con đi đó, nó dạ bộ nó chọc con tức vậy, dạ nó xỉu vậy thôi chứ không cần cấp cứu gì đâu. Vậy hả? Không cần. Chú nó tỉnh nè. Chú nó tỉnh nè. Vậy hả? Vậy thôi để con cấp cứu cho. Ừ. Tỉnh rồi hả? Không. Anh sợ em đi em mới xỉu. Anh căng thẳng quá anh xỉu. Căng thẳng cái gì mà căng thẳng? Ôi mà em. Anh buông ra coi, tới giờ em đi rồi. Ba mẹ. Khi mà con đi á, ba mẹ nhớ phụ con, lo cho hai đứa nhỏ. Không. Buông ra coi. À. Trời đất ơi. Con chồng con xỉu mà con nở lòng nào con đừng bỏ đi hả? Con phải đi chứ, trễ chuyến bay của con phải đi hội thảo gấp mà. Hả? Hội thảo? Chứ mọi người nghĩ con đi đâu? Chứ không phải. Thằng này nó nói là con viết đơn ly dị. Con xu xếp mà sợ quá. Tưởng bỏ nhà đi luôn. Cái gì? Ai nói ly dị? Con, chồng con. Anh thấy là trong máy của em có bản đơn ly dị. Em biết đâu, thằng Minh nó mượn máy tính của em từ qua tới giờ. Nó tải văn bản gì đó. Mẹ thấy không, con nó hại con không? Tự nhiên nó tải gì, nó tải đơn ly dị bỏ vô máy mẹ đó. Thôi trễ rồi đây nè. Không. Gì vậy? Đi quên. Hội thảo chứ mà đi luôn. Dạ con đi nha ba mẹ.
đi bình an nha cưng. I love you baby. Tất cả tại con làm hết hồn hết mày, chứ mày nè à, tất cả nè à, hồ đồ ha à, ẩu tả ẩu tả ẩu tả làm rớt chim ra ngoài. Bởi vậy mà em mua cho anh bảo hiểm nhân thọ nha. Gì vậy? Phòng hờ trước thôi, lỡ có chuyện gì bất trắc thì còn có của để lại cho vợ cho con. Cái thằng ghét trả tiền cho tao nè thằng kia. Dạ chị đứng lại. Hồi sáng này á anh bàn với con là mua bảo hiểm nhân thọ. Ê trời ơi, vậy là có nghĩa là nó đi, đi tự tử đó hả? Ba gì nói cho nên cuộc sống của em mới lâm vô hoàn cảnh như vậy chứ bộ. Thì lúc trước á anh có học một số nghiệp vụ, bây giờ có thể là anh cần dùng tới nó được rồi đó. Đón xem tập 196 Gia đình là số 1 phát sóng vào lúc 19:50 ngày 26 tháng 12 năm 2017 trên kênh HTV7. Gia đình là số 1. 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 Hey!